Hội đồng đội huyện Nho Quan vừa tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên đoàn, tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt và chuyên đề kỹ năng giao tiếp, phòng tránh xâm hại trẻ em. Với tinh thần xây dựng đội là xây dựng đoàn trước một bước, trong thời gian qua, Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Nho Quan luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đội và phong trào thiếu nhi, tạo nhiều sân chơi lành mạnh để các em đội viên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, tìm hiểu truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động của đội tại cơ sở. Với nhiều cách làm hay, sinh động, sôi nổi, góp phần hình thành ý thức, thói quen làm việc tốt, trở thành nét đẹp hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi đối với mỗi thiếu nhi. Tại ngày hội, các em đã được tham gia cuộc thi rung chuông vàng, tìm hiểu chuyên đề kỹ năng giao tiếp, phòng tránh xâm hại trẻ em. Nhiều em đội viên, thiếu nhi ở các liên đội được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và thực hiện phong trào nghìn việc tốt.